Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 228. Ở cuối tập trước, sau khi trong nháy mắt khi Lão Thánh Hoàng dùng thần niệm truyền tin, thì Vương Lâm đang ở bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt đột nhiên thân thể run lên, hắn ngẩng phắt đầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Đều là Chu Tước Thánh Hoàng, cùng tu luyện cửu huyền biến, hắn cùng với Lão Thánh Hoàng. Hiển nhiên có một phương thức truyền thần niệm đặc biệt, Vương Lâm không chút nào do dự. Thân thể lập tức nương theo phù chú, cả người như bị sét đánh lao thẳng vào tinh vực đang bị thiêu đốt. Tốc độ hắn cực nhanh, chỉ vừa mới tiến vào trong tinh vực đang bị thiêu đốt, liền lập tức bước nửa bước về phía trước, xúc địa thành thốn trực tiếp biến mất vô ảnh. Trong thời gian ngắn, bên ngoài tảng đá màu trắng nơi Lão Thánh Hoàng ngồi có một loạt gợn sóng vặn vẹo. Vương Lâm thân ảnh từ trong đó bước ra, liếc mắt một cái liền thấy được Lão Thánh Hoàng hai mắt chảy đầy máu tươi. Tử khí trong cơ thể Lão Thánh Hoàng tản ra, không cần thần thức Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được tử vong đang dữ tợn, muốn cướp đi sự sống của Lão Thánh Hoàng. Tiền bối, Vương Lâm mắt lộ bi ai, hướng phía trước nửa bước, mở to miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng hoàn cảnh này dù hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời. Lão Thánh Hoàng ngẩng đầu, trong đôi mắt chảy máu đen dường như có một tia sáng nào đó hiện lên. Sư huynh Thanh Thủy của ngươi xác thực là ở tổng bộ Liên Minh Tu Chân. Mấy năm trước đại trận của Liên Minh Tu Chân mở ra là có liên hệ trực tiếp đến hắn, hắn không có chết. Nhưng, hắn điên rồi. Tổng bộ Liên Minh Tu Chân vô số năm qua không ngờ ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Năm đó đám người Trọng Huyền Tử lần đầu tiên tới Vũ Tiên Giới, chẳng những đạt được phần lớn truyền thừa, mà còn phát hiện một vài vật thần bí, vô số năm qua bọn họ vẫn không ngừng nghiên cứu. Chuyện này sợ rằng Côn Hư Cảnh cũng không biết, những vật thần bí đó quá mức trọng đại, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tứ đại tiên giới. Vương Lâm, ngươi chóng đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng, sau đó đem ngọc này giản lập tức đưa đến Côn Hư Cảnh, việc này quá mức kinh hãi. Tu vi ngươi không đủ, tuyệt đối không nên dính vào. Lão Thánh Hoàng nói những lời này như chăn chối, một hơi nói ra nhiều lời như thế, không khỏi thở dốc. Nhưng hắn vẫn gắng gượng giơ tay phải lên điểm lên mi tâm mình một cái. Lập tức bên trong nguyên thần liền biến ảo ra, tung bay bên ngoài thân thể, nhìn thật sâu vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Vương Lâm, tự giải quyết cho tốt, lão phu không thể giúp ngươi được nữa. Hắn vừa nói xong, nguyên thần liền tản ra một luồng ánh sáng nhu hòa. Nhưng trong nháy mắt ánh sáng nhu hòa đó liền biến thành chói mắt, xuyên thấu vạn trượng tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, ánh sáng này dường như đạt tới cực hạn, Vương Lâm thấy hoa mắt. Không ngờ nhìn thấy nguyên thần Lão Thánh Hoàng lộ ra vẻ được giải thoát, hóa thành một mảnh tinh quang dần dần tiêu tán. Ở vị trí nguyên thần Lão Thánh Hoàng tiêu tán xuất hiện hai vật. Một là một ngọc giản màu đỏ, ngoài ra còn có một tinh thể to bằng nắm tay. Tinh thể này bên trong có tiên khí chuyển động, chậm rãi tản ra bốn phía. Vương Lâm trầm mặc, vẻ bi ai trong mắt càng đậm, yên lặng nhìn nơi Lão Thánh Hoàng nguyên thần vừa biến mất. Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua thân thể Lão Thánh Hoàng. Thân thể mất đi nguyên thần, sau đó lập tức bùng lên một ngọn lửa, cuối cùng hóa thành một tượng đá bốc cháy. Tuy nhiên vẫn còn giữ nguyên vẹn khuôn mặt Lão Thánh Hoàng khi còn sống. Ngoài ra ở nơi mi tâm cũng không còn dấu ấn Chu Tước. Vương Lâm lui về phía sau mấy bước, quỳ xuống trên tảng đá hướng về Lão Thánh Hoàng dập đầu lại ba cái. Vương Lâm hắn cả đời không lạy trời đất, nhưng trước mặt Chu Tước Lão Thánh Hoàng thì Vương Lâm lại dập đầu lại ba lại tạ ơn. Trong khoảnh khắc khi Lão Thánh Hoàng tử, các trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông hầu như toàn bộ đều cảm nhận được sự bi ai trong tâm thần. Bọn họ yên lặng bay ra khỏi tinh cầu, hướng về nơi thân thể Lão Thánh Hoàng quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Cung tiễn Thánh Hoàng, cầu cho lão nhân gia yên nghỉ. Nguyện Thánh Hoàng trên trời có linh thiêng, che chở cho Chu Tước Thánh Tông ta. Dần dần, không chỉ có bọn họ, mà tất cả tộc nhân trên Chu Tước Thánh Tông đều cảm nhận được nỗi bi ai tràn ngập thiên địa này. Bọn họ biết Lão Thánh Hoàng đã ra đi. Đám tộc nhân quỳ xuống, nước mắt yên lặng chảy dài. Cung tiễn Thánh Hoàng, từng tiếng hô phát ra từ phế phủ dần dần từ từ trong tinh cầu tu chân truyền ra, càng ngày càng cao. Thậm chí các pho tượng Chu Tước trên mấy đại chủ tinh của Chu Tước Thánh Tông giờ phút này cũng phát ra từng tiếng kêu bi ai. Một thân thể Chu Tước hư ảo lộ ra vẻ già nua cùng mỏi mệt từ trong bức tượng đá của Lão Thánh Hoàng bay ra, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất trong tinh không, hóa thành hư vô. Từng oai phong một phương, khi Bạch Hổ Thánh Hoàng chết trận, Huyền Vũ Thánh Hoàng phản bội, Thanh Long Thánh Hoàng mất tích, Chu Tước Lão Thánh Hoàng mang theo tứ Thánh Tông vượt qua mọi nguy cơ, gắng gượng qua vô số năm giờ đã qua đời. Giờ phút này các trưởng lão trong Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông trong lòng đều có cảm giác. Yên lặng nhìn về phía phương hướng Chu Tước Thánh Tông, đám người này cũng quỳ xuống, tộc nhân của Tam tộc cũng quỳ xuống. Một luồng khí tức bi ai bao trùm toàn bộ Đông Bộ Liên Minh. Quang Vinh giờ đã theo gió bay đi, còn lại hôm nay chỉ là những hồi ức. Bãi bể nương dâu, chỉ còn lại quá khứ bi hùng, tồn tại vĩnh hằng trong lòng tất cả tộc nhân. Sau khi Chu Tước Lão Thánh Hoàng qua đời, trong Liên Minh Tinh Vực, La Thiên triệu tập tất cả tu sĩ. Dưới sự thống lĩnh của đám người Viêm Lôi Tử, thậm chí còn có gia tộc tu chân truyền thừa từ viễn cổ, từ La Thiên chạy tới nơi này, hướng về phía Chu Tước Tinh.
một toàn lôi tiên điện di động theo sau, trùng quanh là đông đảo tu sĩ, tản mát ra uy áp vô cùng. Không chỉ có là bọn họ, Thi Âm Tông cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng hướng thẳng phía Chu Tức Tinh. Trong đội ngũ thật dài, cứ mỗi đệ tử Thi Âm Tông lại mang theo một cỗ quan tài, từ xa nhìn lại phảng phất như là một đoàn quan tài di động. Hành động của hai thế lực này khiến cho các thế lực trong liên minh chú ý, kết hợp với ngọc giản lúc trước đạt được, các thế lực trong liên minh thông qua mật đàm đều nhanh chóng phái ra nhân mã. Nhất thời cả liên minh tinh vực ào ào nổi sóng, một luồng khí tức hắc ám che phủ cả ánh bình minh dần dần bao lộ ra. Ở một phương khác, tại Tứ Thánh Tông ở đông bộ liên minh tinh vực phía đông, cũng có các trưởng lão mang theo tộc nhân bay về phía Chu Tức Tinh, Tứ Thánh Tông cũng chính thức có hành động. Cơ hồ ngay khi các thế lực khắp nơi đồng thời đổ xuống Chu Tức Tinh, bên trong Chu Tức Thánh Tông, cùng với Tam Tông tổng cộng có 35 trưởng lão toái niết, đang ngồi khoanh chân tạo thành trận pháp, thần sắc tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng chờ mong. Chung quanh bọn họ đều có đồ án trận pháp, chính giữa 35 người là một trận pháp hình tròn. Giờ phút này này phía trong trận pháp đó trống không, nhưng từ đó tỏa ra 35 phương vị đều là nơi các trưởng lão đang ngồi. Bên ngoài 35 người này là rất nhiều tộc nhân của Tứ Thánh Tông, chi chít dưới không dưới mấy vạn. Bọn họ cũng đều khoanh chân mà ngồi, phía dưới cũng có trận pháp, cùng liên hệ với trận pháp của 35 trưởng lão. Những tộc nhân này đang đợi hiệu lệnh, chỉ cần có hiệu lệnh, bọn họ sẽ phóng thích nguyên lực trong cơ thể mình không hề giữ lại, theo trận pháp phía dưới tràn vào, mở ra đại trận. Giờ phút này, Vương Lâm đang đứng trong tinh không, chậm rãi bước đi. Không lâu sau hắn đã ở phía trước một biển lửa hình tròn. Biển lửa này giống như cơn lốc chuyển động, bên trong đó thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng Hứa Lập Quốc giống giận. Hứa Lập Quốc, Vương Lâm ở bên ngoài biển lửa dừng lại, quát khẽ một tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nói của Hứa Lập Quốc trong cơn lốc sững lại một lúc. Cùng lúc đó biển lửa phía trước, Vương Lâm đột nhiên di chuyển về hai phía, dần dần mở ra một cái khe thật lớn. Khe hở này xuyên qua gió lốc vào tận trong cùng, nhìn theo khe hở này có thể thấy rõ ràng thân ảnh chật vật của Hứa Lập Quốc. Nghe thấy giọng nói của Vương Lâm, Hứa Lập Quốc ngẩn ra, theo tiềm thức lô ra vẻ azure, nhưng lập tức đã bị hắn áp chế xuống, sau đó trên mặt chỉ còn có vẻ giận dữ. Cái tên sát tinh nhà ngươi cuối cùng cũng nhớ tới Hứa gia gia rồi, lão tử hôm nay không để cho ngươi yên đâu. Hứa Lập Quốc trong ma 61 ina 8 mét nay trải qua vô số nguy cơ sinh tử, không thể không đi tìm hiểu viễn cổ kiếm ý. Tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tu sĩ khuy niết tầm thường hắn cũng dám đấu một trận. Giờ phút này mang theo lửa giận bừng bừng, hắn lao tới, cả người lập tức hóa thành một thanh đại kiếm dài hàng trượng. Hình dáng bên ngoài không ngờ lại giống với kiếm tiên, mơ hồ còn có chút khí tức của thanh kiếm cự phú. Hắn lao đến, ngọn lửa bên ngoài lùi lại, khiến cho đại kiếm do Hứa Lập Quốc biến thành lao thẳng ra khỏi cái khe, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, chẳng thèm liếc mắt nhìn đại kiếm kia một cái, tay phải hướng phía trước vung lên. Lập tức trong tinh không liền có vô tận thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ đến, dưới một cái phất tay của Vương Lâm liền trực tiếp đánh tới đại kiếm kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, thanh đại kiếm tan nát, vẻ mặt Hứa Lập Quốc kinh hãi lui về phía sau. Nhưng không cam lòng, gầm lên một tiếng, thân thể không người lại hóa thành chín thanh đại kiếm, xoay quanh hình thành một kiếm trận, tạo nên một luồng kiếm ý ngập trời lần nữa xông về phía Vương Lâm. Vương Lâm hơi gật đầu, lúc này Hứa Lập Quốc mới có bộ dạng phù hợp yêu cầu của hắn, thân thể nhoáng lên một cái. Vương Lâm đã trực tiếp đi vào trong kiếm trận, tay phải giơ tùy ý chụp một cái, lập tức bắt được một mũi đại kiếm. Hắn mạnh mẽ vuốt một cái, lập tức liền có những tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ 8 thanh đại kiếm còn lại đều nát vụn. Nhưng kiếm ý bên ngoài vẫn chưa tiêu tán, không ngờ hóa thành 8 cái đầu lâu rất lớn hướng Vương Lâm cắn tới. Có chút thú vị. Mắt phải Vương Lâm lóe lên lôi quang, bên ngoài thân thể hắn lập tức có vô tận lôi điện gào thét phóng ra, quét ngang bốn phía, giống như có ngàn vạn con ngân xà, 8 cái đầu lâu kia lập tức truyền ra, những tiếng kêu thảm thiết sau đó đều bị vỡ tung. Nắm đại kiếm còn lại trong tay, tay phải Vương Lâm hơi vừa dùng lực, nhất thời từ trong đại kiếm truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Hứa Lập Quốc. Chủ nhân, tiểu Hứa tử sai rồi, không phải là cố ý. Chỉ là nhiều năm như vậy không gặp chủ nhân cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái trí dũng song toàn diện mạo bất phàm. Trên đời vô song không ai sánh bằng anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong tài trí hơn người học một biết mười tu vi thông thiên. Chủ nhân, tiểu Hứa tử rất là nhớ. Nhiều năm như vậy rồi, chủ nhân cuối cùng cũng đã nhớ tới tiểu Hứa tử. Ta còn tưởng rằng người đã quên ta rồi chứ, chủ nhân nhẹ tay một chút, nhẹ tay thôi. Hứa Lập Quốc trời sinh tính nhát gan, giờ phút này bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Tất nhiên là miệng như bôi mỡ, một hơi đem hết tất cả từ ngữ mà mình có thể nghĩ ra gào lên, khiến cho Vương Lâm nghe thấy cũng phải ngẩn ra. Hứa Lập Quốc này lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong, tay phải Vương Lâm giống như là thiên đạo, có thể thu lấy tính mạng của hắn, chỉ cần bóp nhẹ một cái là lập tức bóp nát kiếm hồn nơi hắn đang ẩn thân. Câm miệng! Vương Lâm chau mày quát. Hứa Lập Quốc lập tức không dám nói thêm, chỉ là thân kiếm run lên dữ dội, nội tâm thầm nghĩ. Xong hết rồi, xong hết rồi. Vừa rồi không bình tĩnh suy nghĩ, dám ra tay với sát tinh. Hứa Lập Quốc ơi là Hứa Lập Quốc,
ngươi nói ngươi là một ma đầu anh minh, thế nào lại xúc động như vậy? Lần này tế luyện một lần coi như xong, ta sẽ xem xét biểu hiện của ngươi sau này. Nếu còn dám phản nghịch thế này nữa thì ta sẽ trực tiếp xóa kiếm hồn của ngươi. Tiếng nói lạnh như băng của Va Ong Lâm rơi vào tai Hứa Lập Quốc tựa như gió sấn mơn man. Trái tim kinh hoàng lập tức bình tĩnh trở lại, vội nói. Chủ tử ngài thật sự là anh. Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm liền vung tay phải lên, ném đại kiếm này vào trong túi trữ vật. Không thèm nghe Hứa Lập Quốc càng ngày vỗ mông ngựa càng khoa trương này nữa. Thu lại Hứa Lập Quốc, thân thể Vương Lâm bước một bước, lập tức biến mất hoàn toàn. Trên một tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tông, Tháp Sơn Thủy Trung vẫn ngồi khoanh chân đà tọa. Bên cạnh có đặt một tấm da thú, dùng máu tươi phối hợp với lực lượng của phù văn trong cơ thể vẽ một bức tranh. Đang vẽ, đột nhiên tay phải Tháp Sơn run lên, ngẩng đầu lên thì phía trước hắn, Vương Lâm không biết từ bao giờ đã hiện ra, bình tĩnh nhìn hắn. Chủ nhân. Tháp Sơn trầm mặc một lúc rồi thấp giọng khổ sở nói. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói. Ngươi đã khôi phục thần trí, không nên gọi ta là chủ nhân nữa. Trên mặt Tháp Sơn lại càng lộ vẻ khổ sở, nhẹ giọng nói. Năm đó nhờ chủ nhân mà ta có thể sống tới ngày hôm nay, đại ân này Tháp Sơn sẽ không quên. Vương Lâm thở dài nhìn Tháp Sơn nói. Khi nào sẽ đi? Thân thể Tháp Sơn chấn động, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trầm mặc trong chốc lát rồi cười khổ nói. Chủ nhân làm thế nào lại nhân ra? Ngươi từ sau khi tới nơi này vẫn luôn chế tạo phù văn. Nếu không phải trong lòng có ý định rời đi thì sẽ không như vậy. Mấy năm nay đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp mặt Tháp Sơn. Nhìn tiên vệ trước đây của mình, Vương Lâm trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp. Tháp Sơn gật đầu, thấp giọng nói. Ta muốn tới La Thiên gặp tộc nhân ta một lần. Chủ nhân, những phù văn này ngoài thứ ta cần dùng. Ta còn vì người mà chế tạo ba đạo, đó là tốc, băng, phong. Hắn vừa nói vừa lấy ra từ trong lòng ba tấm da thú, đứng dậy cung kính giao cho Vương Lâm. Ba tấm phù này là hắn dùng một loại da thú rất hiếm để chế tạo, tác dụng so với những phù văn tầm thường cao hơn gấp mấy lần. Vương Lâm nhìn Tháp Sơn, tiếp nhận ba tấm phù chú này, nhẹ giọng nói. Lúc này liên minh tinh vực rất loạn, ngươi đi đường cẩn thận. Tháp Sơn nhìn về phía Vương Lâm, gật đầu vâng dạ. Nếu ở Thanh Linh Tinh mà có gặp đồ đệ ta thu nhận năm đó thì thay ta chiếu cố cho nó một chút. Vương Lâm nhìn thật sâu Tháp Sơn một lần nữa, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi Vương Lâm đi rồi, Tháp Sơn vẫn yên lặng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Vương Lâm vừa rời đi dập đầu một cái. Trên mặt lộ ra nét kiên nghị, thu hồi tất cả gia thú, hít thở sâu một hơi sau đó đứng dậy bao vào trong tinh không. Lần này tới Vũ Tiên Giới cứu Thanh Long Thánh Hoàng, Tư Đồ Nam hiển nhiên là muốn đi theo. Độc tố trong cơ thể hắn dù sao cũng chưa hoàn toàn bước ra, nếu không có giải dược thì thủy chung vẫn rất phiền toái. Khi Vương Lâm còn đang di chuyển thì Tư Đồ Nam đã ở chỗ 35 trưởng lão của Tứ Thánh Tông. Hắn ngồi phía sau một trưởng lão, người này chính là người những năm gần đây giúp Tư Đồ Nam khử độc. Tư Đồ Nam khoanh chân ngồi một chỗ, thần sắc nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang nghĩ đủ mọi chuyện. Lần này nếu có thể hoàn toàn giải được độc tố thì nhất định phải kéo Vương Lâm tới Phương Loan Tinh báo thù. Tư Đồ Nam hắn những năm gần đây chịu bao nhiêu thống khổ thì phải khiến cho đám nữ tu ở Phượng Loan Tinh kia chịu gấp cả chục cả trăm lần. Trong phạm vi Chu Tước Thánh Tông còn có một số tinh cầu hoang dã không thích hợp cho tu sĩ tồn tại. Trên những tinh cầu hoang dã đó tràn ngập độc khí, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, uy lực độc khí này rất lớn. Giờ phút này nơi Vương Lâm xuất hiện chính là một tinh cầu hoang dã như vậy. Trên tinh cầu này không có một loài thực vật nào, thậm chí cả sinh linh hầu như cũng không có. Chỉ có một mảnh màu đen hoang vu, tản mát ra nhiệt độ nồng đậm. Hắn đi vào trong màn sương đen liền cảm thấy một tia độc khí dung nhập trong sóng nhiệt chậm rãi tràn tới. Trong phiến hoang vu này không phải là một vùng đất bằng phẳng mà có núi non trùng điệp, cũng có nhiều thung lũng. Vương Lâm nhìn về phía trước, chính là một thung lũng, từ trên nhìn xuống chỉ thấy một vùng đen kịt, có sóng nhiệt bốc lên, thổi mái tóc bạc trắng của hắn tung bay. Vương Lâm bái kiến Vân Tiên Đạo Lữ nhị vị tiền bối. Tiếng nói của Vương Lâm vang vang truyền tới, ôm quyền đứng đó. Sau khi tiếng nói hắn phát ra, trong thung lũng lập tức có một đạo kiếm quang gào thét lao ra, hướng thẳng tới phía Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm lộ một nụ cười, vẫn không lui lại phía sau mà ánh mắt lóe lên nhìn lại. Mũi kiếm kia tới gần, nhất thời hóa thành một bóng người. Người này thoạt nhìn thì là một trung niên, tướng mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nhìn Vương Lâm, trên mặt cũng nở nụ cười. Vương Lâm, hai vị tiền bối biết ngươi tới rồi, theo ta đi xuống đi. Nam tử này chính là Chu Dật. Chu Dật thần sắc như thường, nhẹ giọng nói. Nơi này lúc đầu ta cũng hơi cảm thấy không thích ứng, nhưng lúc này lại không ngại. Vương Lâm, ngươi lần này tới nghe nói là để cứu Thanh Long Thánh Hoàng phải không? Chu Dật do dự một chút rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nhìn về phía Chu Dật, thần sắc cung kính nói. Trừ việc cứu Thanh Long Thánh Hoàng ra còn có chuyện tình của tiên đế Thanh Lâm. Chỉ có thức tỉnh Thanh Lâm thì Thanh Sương mới có cơ hội sống lại. Chu Dật nghe nói vậy thần sắc lộ vẻ kích động, nhìn Vương Lâm, cảm kích nói. Cảm ơn. Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp, lắc đầu không nói.
Chu Dật ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì đó, thần sắc cũng trở nên ảm đạm, cùng châm ngâm với Vương Lâm sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng giống ta, chỉ là ta còn có ngươi trợ giúp, còn ngươi thì không ai trợ giúp. Chu đại ca vô năng không thể giúp được ngươi." Vương Lâm trầm mặc, không nói chuyện nữa. Không bao lâu xa, hai người đã đi tới đáy thung lũng. Ở nơi này có người đã lấy đại thần thông nghịch chuyển càn khôn, không ngờ lại tách được độc khí và nhiệt độ cao ra, tạo thành một thế ngao y đảo viên. Một con sông nhỏ lững lờ trôi, không biết là chảy tới đâu. Bên bờ sông không xa có mấy căn nhà gỗ. Trên mặt đất còn có một mảnh cỏ xanh, trên đó còn có một chút hoa cỏ nở rộ. Vương Nam đang ngồi khoanh chân bên bờ sông, mỉm cười nhìn ái nữ Hồ Quyên đang ở bên bờ sông. Hồ Quyên lúc này giống như một hài tử, hai chân đang vung vẩy trên mặt sông, tạo nên những làn sóng gợn lan đi. Vãn bối Vương Lâm xin ra mắt hai vị tiền bối. Vương Lâm sau khi tới tấm màn tách nhiệt độ cao và độc khí ra liền đứng lại, cung kính ôm quyền nói. Vương Nham nhìn Vương Lâm một cái cười nói. Nói ra nguyên nhân Liệt Phân Tử đánh lén ngươi xem, nếu không nói thì sẽ không tha. Hồ Quyên ở bên kia bờ mỉm cười, uyển chuyển vén mấy sợi tóc, khẽ cười nói. Vương Lâm, chuyện này hắn đã giữ rất lâu trong lòng, luôn cảm thấy với thân phận của hắn, mà đi đánh lén một vãn bối thì quả thật quá dọa người rồi. Vương Lâm mỉm cười, hắn cũng biết Hồ Quyên Vương Nham. Sau khi trải qua trận đánh ở vùng đất yêu linh đối với mình đã thật sự thân cận, không coi mình là ngoại nhân nữa. Chuyện liên quan tới vụ đánh lén kia Vương Nham thật ra chắc cũng không phải để ý lắm. Giờ phút này nghe vậy Vương Nham liền giải thích qua một lượt. Vương Nham sau khi nghe xong cũng không hỏi tới việc này nữa. Năm đó ở vùng đất yêu linh vãn bối nghe tiên đế Thanh Lâm nói tới ba thứ, vũ giới tôn điện, nguyên thần tinh thể, máu thanh xương. Trong đó vãn bối đã có hai thứ, chỉ có duy nhất vũ giới tôn điện là. Vương Lâm nói tới đây dừng lại một chút nhìn về phía Vương Nham. Vương Nham gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Mấy năm nay ta cũng nhớ lại một chút vũ giới năm đó, có tôn điện. Đó chính là nơi sư tôn năm đó thành đế, việc này trước đây ta cũng đã nói cho ngươi, lần này ngươi tới đây chẳng lẽ là muốn. Vương Nham nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc, than nhẹ sau đó nói tới chuyện lão thánh hoàng lấy được vũ tinh nói ra. Vương Nham nghe vậy động dung, ngay cả Hồ Quyên cũng không nghịch nước nữa, đứng dậy xỏ giày đi tới bên cạnh Vương Nham. Hai người nhìn nhau, Vương Nham trầm giọng nói. Ân của Chu Tước Thánh Hoàng vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng. Nếu Thanh Long Thánh Hoàng thực sự ở vũ giới, thì hai chúng ta sẽ trợ giúp để cứu hắn. Cũng xem như là báo đáp ân Chu Tước Thánh Hoàng mang vũ tinh tới. Vương Lâm gật đầu, Vương Nham và Hồ Quyên hai người thu thập đơn giản một chút. Cùng với Chu Dật theo Vương Lâm rời đi, tiến thẳng vào tinh không. Về phần thân thể của Thanh Lâm thì vẫn được Vương Nham bảo tồn. Trên Chu Tước Thánh Tông, ở trong trận pháp, giờ phút này mọi người đang yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này đột nhiên trong tinh không có bốn đạo cầu vồng gào thét lao tới, trong nháy mắt đã tới gần trận pháp, hóa thành mấy người Vương Lam, Vương Nham. Vương Lâm không dừng lại mà trực tiếp bước từng bước vào trong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lóe lên ánh sáng, quát khẽ nói: "Khai trận." Vừa nói tay phải hắn vừa chụp vào hư không một cái. Lập tức trước người hắn liền xuất hiện một cái khe, bên trong bay ra một tinh thể có tiên khí lượn lờ. Cùng lúc đó, mấy vạn đệ tử Tứ Thánh Tông nơi này đồng loạt nhắm mắt. Toàn bộ tu vi trong cơ thể ào ào truyền vào trong pháp trận dưới thân. Lập tức từng đạo ánh sáng từ trong trận pháp này nhanh chóng lóe lên. Sau khi ánh sáng này đã đạt tới một mức độ nhất định, nhất thời liền theo trận pháp ngưng tụ lại trận pháp dưới thân 35 trưởng lão. Ngay sau đó những trận pháp này cũng tản mát ra ánh sáng. Bọn họ hầu như cùng một lúc bắt quyết, tu vi điên cuồng vận chuyển, dung hợp với nguyên lực của mấy vạn đệ tử bốn phía, hóa thành 35 phần, đồng loạt hướng về phía Vương Lâm ở trung tâm mà tiến tới. Trong khoảng thời gian ngắn lao thẳng tới tinh thể kia. Tinh thể đó lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từ bên trong tràn ra một cỗ tiên lực không thể tưởng tượng. Hóa thành một cột sáng trực tiếp lao thẳng lên trời cao, tạo nên tầng tầng sóng gợn không ngừng lan tỏa về bốn phía. Trên bầu trời vang lên những tiếng động ầm ầm. Đại môn vũ giới chậm rãi mở ra trên bầu trời chủ tinh của Chu Tước Thánh Tông. Trong nháy mắt này, trong toàn bộ liên minh tinh vực, hầu như tất cả tu sĩ đạt tới tu vi nhất định đều cảm thấy tinh không dao động từng trận. Người đã quen thuộc liếc mắt một cái là có thể nhận ra ở một góc của liên minh tinh vực. Chỉ là La Thiên, Thi Âm Tông và các thế lực trọng điểm của liên minh tinh vực đều đặt ở trên Chu Tước Tinh. Đối với việc vũ tiên giới đột nhiên mở ra này tuy ngạc nhiên nhưng cũng không rảnh mà phân thần đi vào. Lần trước ta tới vũ tiên giới đã thấy nơi này đang bất ổn, sụp đổ trong phạm vi lớn. Lần này cứu Thanh Long Thánh Hoàng phải thật nhanh. Vương Lâm lưu lại lời nói, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía đại môn của vũ tiên giới trên bầu trời. Phía sau hắn, 35 trưởng lão toái nết bay theo. Đám người Tư Đồ Nam, Vương Nham, Hồ Quyên cũng theo sau. Có một người thậm chí Vương Lâm cũng không phát hiện ra hóa thành một đạo ngân quang nhảy vào trong vũ tiên giới. Người này chính là nữ thi mặc ngân y. Đồng thời vào lúc này, ở một tinh cầu xa xôi tại bắc bộ của liên minh tinh vực, mặt đất đột nhiên chấn động, nứt thành hình chữ thập. Từ trong đó bay ra một lão giả tóc bạc tang thương. Khuôn mặt người này bị mái tóc bạc che khuất, không thấy rõ tướng mạo.
trước người hắn lóe lên tinh quang, có vũ đỉnh biến ảo ra. Vương Lâm, ngươi trốn không thoát khỏi sự tính toán của lão phu. Giờ phút này gió thổi lên, khiến mái tóc rối bời trước mặt lão bay sang một bên, lộ ra tướng mạo, bất ngờ lại là. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng rơi trên mặt đất xua tan đi đêm tối. Sáng sớm khiến Lưu Vân Thành dần dần trở nên huyên náo. Các cửa hàng lần lượt mở hàng, nhất là khu phố ăn uống ở phía thành Tây, tiếng giao vang lên bốn phía. Những chảo dầu sôi sùng sục, các loại thức ăn được xào nấu trong nồi. Còn đủ loại quà bánh ăn vặt khiến cho ngã tư đường này mỗi lúc sáng sớm lại vô cùng náo nhiệt. Quán của Tằng Thủy Sơn bán chính là rượu. Đừng thấy bây giờ mới là sáng sớm nhưng rượu nhà bọn họ rõ ràng là lãnh đạm ngon miệng. Sáng sớm uống chẳng những không say người, mà ngược lại còn khiến thần thanh khí sảng, rất được người ta hoan nghênh. Thủy Sơn năm nay đã 50 tuổi, cầm cái tẩu ngồi một bên nhìn mấy tiểu nhị không ngừng bận rộn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lộ ra nụ cười. Một vị trung niên vừa mới uống xong một bầu rượu, cua cua bầu rượu trong tay, uống một hớp lớn, hướng về phía lão cười nói: "Tằng thúc, rượu nhà thúc dạo này mùi vị không tốt như trước, có phải là dạo này bớt nguyên liệu không?" Lão Tằng trừng mắt, phun một ngụm khói, hừ một tiếng nói: "Bậy bạ, nhà ta." Không đợi lão Tằng nói xong, người trung niên kia liền cười nói: "Rượu nhà lão là truyền lại đời đời đã ngàn năm qua. Nghe nói lúc đầu đã có một vị tiên nhân từng uống qua và khen ngợi." "Tằng thúc à, những lời này thúc hầu như ngày nào cũng nói một lần." "Được, cháu phải đi làm việc đây, không nghe thúc nói nữa đâu." Hán tử trung niên kia cầm bầu rượu, cười hì hì rời đi. "Đồ trẻ danh không hiểu chuyện, rượu nhà ta đích xác là hơn 1000 năm trước đã được một vị tiên nhân uống hơn 60 năm đó." Lão Tằng hung hăng rít một hơi thuốc, lẩm bẩm. Trong nhà hắn cho tới nay vẫn thờ phụng mấy cái tượng khắc gỗ. Những cái tượng này đã có hơn 1000 năm, chính là do vị tiên nhân ở bên cạnh nhà của tổ tiên hắn lưu lại cho. Thứ này đã được dòng họ nhà hắn truyền xuống bao đời nay. Theo truyền thuyết, dòng họ nhà hắn vốn cũng không phải ở Lưu Vân Thành này mà trong một trận tuyết tai mới di chuyển tới đây. Trong truyền thuyết còn nói, tổ tiên nhà bọn họ đã từng ở với vị tiên nhân kia tới hơn 60 năm, cũng là đại ân nhân của Tằng gia. Tổ tiên Tằng Đại Ngưu sống tới 137 tuổi, trước khi rời khỏi thế giới này còn mãi nhớ mong vị tiên nhân. Việc này đời đời truyền lại, còn có thể là giả sao? Tằng lão hán nheo nheo trong mắt, gõ gõ đầu tẩu xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc hơi tự hào. Nhưng rất nhanh, lão lại vuốt vuốt hai tròng mắt, cẩn thận nhìn bầu trời, dần dần há to miệng. Trên bầu trời, vốn dĩ 4000 dặm là khoảng không, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Nhưng trong thời gian ngắn, dùng bằng mắt thường cũng có thể thấy bầu trời như bị cuộn sóng, quét về bốn phía. Những tiếng ầm ầm như tiếng sấm rít gào quanh quẩn không ngừng. Trong nháy mắt ngã tư đường đang tràn ngập huyên náo lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, khi sóng gợn đánh sâu về bốn phía đã trôi qua, những đạo cầu vồng đột nhiên từ trên không trung xuất hiện, giống như là những đạo lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Những đạo trường hồng này dễ dàng phá rách bầu khí quyển, hóa thành một đám tu sĩ. Tiên nhân. Đám phàm nhân trên mặt đất lập tức kinh hô. Cả đám người trở nên run rẩy, càng vội vàng chui vào trốn trong phòng ốc không dám ra. Không nên kinh nhiễu đám phàm nhân này, nhanh đi tới tu ma hải tụ họp. Một tiếng nói uy nghiêm như tiếng sấm quanh quẩn. Cùng lúc đó đám tu sĩ vừa bay tới không dừng lại mà phóng về phía xa xa. Đồng thời trong lúc này, trên bầu trời cả Chu Tước Tinh, cơ hồ ở vị trí nào cũng có một cảnh tượng tương tự xuất hiện. Kinh biến trên bầu trời lập tức khiến đế quốc ở phàm trần kinh hoàng, đều ngơ ngác nhìn bầu trời, thân thể không biết phải làm thế nào cho phải. May mắn là những tiên nhân từ trên trời giáng xuống vẫn chưa có bất cứ thương tổn gì mấy phàm nhân mà chỉ vừa xuất hiện liền lập tức đi ra. Tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh hiển nhiên cũng phát hiện ra cảnh tượng này, nhưng không có ai có dũng khí bay lên chất vấn một câu. Mặc dù là những người có tu vi hóa thần hay anh biến thì cũng không dám. Đám người trên bầu trời này tùy tiện lôi ra một người tu vi cũng đều cao thâm đến mức khiến tâm thần mọi người run rẩy, càng không phải nói trong đó có những người cơ hồ chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người ta sụp đổ. Dù ở Chu Tước Tinh không có nhiều tu sĩ vấn đỉnh lắm nhưng họ cũng đang kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tâm thần rung động. Thần sắc Chu Vũ Thái âm trầm, những đạo cầu vồng trên bầu trời rất ít, những người có khí tức mà hắn có thể đối phó. Còn lại rất nhiều người mà khí tức khiến hắn phải hít sâu một hơi. Những tu sĩ này gồm nhiều thế lực, nhưng không có ai chú ý tới tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh, mà lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng tới Tu Ma Hải. Cả bầu trời dường như bị những đạo cầu vồng dày đặc che phủ. Một lát sau một cái bóng lớn lại chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Mặt trời ở phía xa xa nơi chân trời bị một bóng đen khổng lồ che phủ. Dần dần mặt đất bị bao phủ một nửa trong bóng tối. Bóng đen này chính là tòa đại điện của Lôi Tiên Điện. Bọn họ không hạ xuống Chu Tước Tinh mà vờn quanh tinh không của Chu Tước Tinh. Dù sao thì Chu Tước Tinh này cũng chỉ là một viên phế tinh, không thể thừa nhận dao động trong thiên địa khi Lôi Tiên Điện phủ xuống. Sau khi bóng đen này xuất hiện không lâu, lại có một cái quan tài bằng gỗ lớn từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh cái quan tài này lại có rất nhiều quan tài nhỏ,
bốn phía dày đặc tu sĩ. Trên đường đi tới Tu Ma Hải, hiển nhiên có tu sĩ liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất có một pho tượng khổng lồ như thế này. Nhìn kỹ thì lại thấy người được khắc tượng có hơi quen quen. Nhất thời hắn không suy tư nhiều lắm, hư lạnh một tiếng, khi đi ngang qua liền giơ tay một cái về phía pho tượng này. Nhưng ngay khi tay phải hắn sắp hạ xuống thì một tiếng nói của nữ tử từ phía sau lưng hắn truyền tới. Dừng tay. Tu sĩ này sửng sốt, quay đầu nhìn lại trầm giọng nói. Tây Tử Phượng, ngươi có ý gì đây? Nữ tử vừa nói đúng là Tây Tử Phượng. Nàng lạnh lùng nhìn tu sĩ kiệt ngạo kia, bình tĩnh nói. Ngươi nhìn kỹ xem người mà pho tượng này khắc là ai. Nói xong liền không thèm để ý tới người này nữa mà phức tạp nhìn thoáng qua pho tượng này, trong lòng ai oán, sau đó rời đi. Tu sĩ kiệt ngạo kia nhíu mày, ngưng thần nhìn lại phía pho tượng, càng nhìn càng thấy quen. Một lát sau hắn như thấy sét đánh ngang mày, hít sâu một hơi cất giọng thất thanh. Đây là nhất chánh phẩm lôi tiên Hứa Mộc. Dù là La Thiên đã hủy đi tư cách chánh phẩm lôi tiên của Vương Lâm, nhưng năm đó trận đánh của Vương Lâm tranh đoạt lôi tiên, khiến uy danh hiển hách cũng không thể ngắn ngủi vài năm là có thể quên được. Tu sĩ này cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết Hứa Mộc là được gọi là ma đạo tử, giết chóc ngập trời, còn lâu mới là đối tượng hắn có thể trêu chọc. Huống hồ đây cũng chỉ là một pho tượng, nghĩ lại cũng không tránh khỏi có gây tổn âm đức. Hắn liền không nói một lời, vội vã chuyển thân bay đi. Nhận ra pho tượng này còn có đám người Viêm Lôi Tử, đám người của Thi Âm Tông. Một tiếng hiệu lệnh truyền ra, lập tức không có bất cứ kẻ nào có ý nghĩ phá hoại pho tượng này nữa. Thi Âm Tông, La Thiên, Liên Minh Tinh Vực, đủ loại thế lực tề tụ của Chu Tước Tinh đều biết tin tức, đi thẳng tới Tu Ma Hải. Chu Tước Tinh vốn không lớn, tu sĩ bay nhanh và thuấn di rất nhanh đã tới Tu Ma Hải. Trên thực tế tu sĩ của các thế lực tiến vào Chu Tước cũng không nhiều, tới nơi này chỉ khoảng 7.000 người. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên vào điều tra. Dù sao Ngọc Giản Vương Lâm cấp cho dù là độ tin cậy có lớn nhưng vẫn còn phải kiểm chứng lại. Lại càng có nhiều tu sĩ đứng tràn ngập ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, cách biệt với nhau, lẳng lặng đợi nhóm đầu tiên tiến vào mang tin tức trở về. Cấm chế ở ngoài vùng đất cổ thần dưới con mắt của nhóm tu sĩ dò xét không hề có tác dụng gì. Thế như trẻ tre trực tiếp tiến tới, nhưng ngay lúc những tu sĩ đó đi qua toái tinh hoàn tới nơi cửa vào vùng đất của cổ thần, thì trong nháy mắt khi tiến vào vùng sáng kia, lập tức có một tiếng rít gào truyền ra. Nơi này vốn có những tảng đá lớn trôi nổi lơ lửng, nhưng đột nhiên những tảng đá dưới chân đám tu sĩ ầm ầm sụp đổ. Trong vùng đen tối phía dưới chân, một đôi mắt hung ác lóe sáng lên. Nơi này chính là nơi năm đó Vương Lâm suýt chết, cũng là nơi sớm nhất Lôi Oa hiện thân. Giờ phút này mãnh thú tụ tập ở đây không rõ số lượng, chúng đang lẳng lặng chờ đợi. Nơi cửa vào chỗ của cổ thần trong Tu Ma Hải truyền ra một tiếng gào vang vọng, làm cho tu sĩ bốn phía sững lại một chút nhưng cũng không khiến bọn họ dừng lại. Lập tức đám người này lao tới, trực tiếp bước vào trong quần sáng. Từ trong vùng đen tối vô tận bên dưới, trong nháy mắt khi thân ảnh tu sĩ thứ nhất xuất hiện, một luồng sáng màu đỏ vọt tới. Ngay khi tu sĩ này muốn hành động thì đột nhiên có một dòng điện mang màu đỏ từ phía dưới lóe lên, trong thời gian ngắn đã đánh lên người tu sĩ này. Thân thể người này run lên, nhất thời tê dần trong chốc lát. Nhưng chỉ trong chốc lát này thôi thì luồng sáng đỏ đã tới gần, hiện ra là một con mãng xà màu đỏ dài cả vạn trượng, rớp một cái liền nuốt luôn tu sĩ này. Một hành động này dường như là tín hiệu bắt đầu chém giết vậy. Những tiếng rít gào bắt đầu nổi lên, các loại mãnh thú từ dưới vực sâu điên cuồng lao ra, triển khai chiến đấu sinh tử với đám tu sĩ đang lục tục tiến vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi như mưa lại càng khơi dậy bản tính hung hãn tự nhiên của đám mãnh thú. Cùng với càng nhiều tu sĩ nhảy vào, trận chém giết khiến cho thiên địa nguyên lực nơi này dao động thật lớn, dần dần kinh động tới chỗ sâu nhất dưới kia. Nơi đó dù là Vương Lâm năm ấy cũng chưa từng dò xét tới, là chỗ của một thứ đã ngủ say. Một đôi mắt đỏ rực dường như có thể xuyên thấu không gian, từ phía xa nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ. Đồng thời vào lúc này, bên trong huyết hải ở vùng đất của cổ thần, trên một cột đá thật lớn, Thác Sâm với mái tóc đỏ rực, ngón tay nhẹ nhàng cử động trên mặt đất, phát ra những tiếng động chói tai. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn lộ ra một tia cười tàn nhẫn, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về bên cạnh hung hăng chụp một cái. Dưới một chảo này, lập tức huyết hải chỗ Thác Sâm trào lên từng đợt sóng máu. Máu tươi quay cuồng kịch liệt, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên. Bên cạnh Thác Sâm, bầu trời đỏ như máu lúc này cũng vặn vẹo, dường như có một lực lượng mu ô từ bên trong xông ra. Âm ầm một tiếng, bỗng nhiên có một cái khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Cái khe này dài chừng vạn trượng, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một luồng sát khí không thể tưởng tượng, dường như đã bị đè nén hàng ngàn năm lần đầu được bộc lộ ra, khiến cho cả thế giới trong huyết hải run rẩy. Một luồng uy áp từ trong cái khe truyền ra, không ngừng ập xuống. Những cơn sóng trên mặt huyết hải dưới uy áp này tản ra bốn phía. Dần dần những tia chớp gào thét lao ra, tràn ngập ở bầu trời bên cạnh cái khe. Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếng nói khàn khàn tràn ra. Vương tộc thánh khí diệt thần mâu, lấy tên Thác Sâm ta, hạ xuống. Lời này vừa nói ra, lập tức trong cái khe đột nhiên vang lên tiếng gầm thét, điện quang lóe lên.
Một luồng sáng màu đỏ từ bên trong cái khe vọt ra, lao thẳng tới tay phải Thác Sâm. Sau khi Thác Sâm bắt được, luồng sáng màu hồng này hơi dãy giụa, sau đó hóa thành một cây trường mâu đỏ sậm, từ trên thân thương lại có những luồng sáng lóe lên, tản mát ra luồng khí tức không thể tưởng tượng nổi. Cầm thanh mâu này trong tay, khóe miệng Thác Sâm nở nụ cười khát máu, tay phải ném mạnh về phía trước. Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Diệt thần mâu này lao ra, không ngờ trực tiếp xuyên thấu cả bầu trời màu máu. Dường như là cả khoảng không đều bị nó làm cho sụp đổ. Khi thoát khỏi bầu trời màu máu, tốc độ của trường mâu nhanh hơn, liên tục xuyên thấu qua những vùng đất trong cổ thần, khi xuất hiện đã ở trong vực sâu. Tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho tu sĩ toái niết cung phải run sợ. Trường mâu này xuất hiện liền lóe lên hồng quang. Nó như một con du long lao thẳng tới nơi này cùng với mãnh thú chém giết tu sĩ. Đám người kia, ngay trong nháy mắt khi diệt thần mâu xuất hiện lập tức tâm thần chấn động mạnh, chưa kịp phản ứng thì đã có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy luồng hồng quang kia lóe lên, tất cả những tu sĩ tới gần, thân thể đều ầm ầm sụp đổ, hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng cơn mưa máu này cũng không tản ra mà lại bị hồng quang hấp thu sạch sẽ. Diệt thần mâu căn bản là không có tu sĩ nào có thể chống nổi, cứ lóe lên là mấy ngàn tu sĩ bên cạnh liền sụp đổ hơn phân nửa. Những tu sĩ còn lại dưới sự chém giết của mãnh thú thương vong lại càng thảm trọng. Chỉ còn không tới 1.000 người lại mang theo kinh hoàng vô cùng nhanh chóng tản ra. Hồng quang vườn quanh diệt thần mâu vẫn chưa truy kích, những tu sĩ đang chạy trốn mà ầm một tiếng lại phá tan hư không ở nơi này. Từ chỗ cửa vào vùng đất cổ thần lao ngược ra, sau khi thoát khỏi vùng đất cổ thần, trong nháy mắt khi nó xuất hiện ở Tu Ma Hải, cả Chu Tước Tinh ầm ầm chấn động. Một cỗ khí tức mênh mông không cách nào hình dung nổi, lập tức tràn ngập thiên địa. Thiên địa nguyên lực ở phía trước đều liên tiếp bại lui, dường như chỗ của diệt thần mâu không cho phép thiên địa nguyên lực tồn tại vậy. Hồng quang hóa thành vạn trượng lóe lên, diệt thần mâu vọt ra khỏi Tu Ma Hải, giống như là một tia sáng lao thẳng về phía chân trời. Bầu khí quyển đụng vào diệt thần mâu lập tức ầm ầm nứt ra, không hề có chút cản trở nào đối với diệt thần mâu. Nó lao vào trong tinh không, thánh khí ngày xưa này của cổ thần đã hàng vạn vạn năm chưa một lần quay lại tinh không. Các thế lực bên ngoài Chu Tước Tinh lúc này dường như chỉ trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí tức, khiến tâm thần bọn họ rung động, vừa muốn có hành động thì lập tức diệt thần mâu này trực tiếp lao tới gần Lôi Tiên Điện của La Thiên. Hồng mang lóe lên, diệt thần mâu xuyên thấu qua đại điện. Đại điện nọ run rẩy rồi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ tung ra. Diệt thần mâu không hề dừng lại, liên tục xuyên đi. Rất nhiều địa điện của Lôi Tiên Điện đều sụp đổ. Ngay cả Thi Âm Tông cũng chịu đả kích rất lớn. Một đám quan tài bị diệt thần mâu xuyên qua liền ầm ầm sụp đổ. Ngay cả thi thể ở bên trong cũng bị lực lượng mang tính hủy diệt kia biến thành bụi phấn. Các thế lực liên minh tinh vực lại càng thiệt hại thảm trọng. Diệt thần mâu lao vào trong đám người, xuyên thấu một đường. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bốn phía, hễ bị ó tới gần là tu sĩ liền lập tức mất mạng. Trong đó bất ngờ có một lão phụ toái niết của thế lực liên minh tinh vực. Lão phụ này dựa vào tu vi toái niết sơ kỳ, vốn tưởng có khả năng ngăn cản diệt thần mâu. Nhưng ngay khi đang bắt quyết thì trong nháy mắt đã bị diệt thần mâu không để ý tới thần thông lao thẳng qua ngực. Ánh mắt lão phụ lộ vẻ không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, thân thể liền ầm ầm tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô tiêu tan. Đồng tử trong mắt Viêm Lôi Tử co rụt lại. Hắn và lão già bên cạnh lập tức bay lên, tới thẳng diệt thần mâu. Tu sĩ Thi Âm Tông cũng xuất động tu sĩ bao vây diệt thần mâu. Ngay lúc các tu sĩ có đại thần thông đang muốn vây công diệt thần mâu, thì nó liền nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía xa xa, thẳng về Chu Tước Tinh, đảo mắt một cái liền hóa thành hồng mang trở về Tu Ma Hải. Lại chui vào trong chỗ của cổ thần, biến mất hoàn toàn. Chỉ có một âm thanh khàn khàn trong nháy mắt khi diệt thần mâu rời đi, quanh quẩn trong thiên địa, truyền vào trong tinh không. Ta đang đợi các ngươi đây. Cả tinh không yên tĩnh một mảnh, thần sắc đám người Viêm Lôi Tử vô cùng ngưng trọng. Phía sau hắn rất nhiều lão giả lúc này sắc mặt đều tái nhợt, lộ vẻ không dám tin. Đây là cái gì? Lời của Vương Lâm kia là thật. Ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, mệnh lệnh của người hắn cực kỳ tôn kính ở La Thiên khiến hắn phải đi. Hơi trầm ngâm một chút, Viêm Lôi Tử quát khẽ nói. Tất cả tu sĩ La Thiên cùng theo lão phu tiến vào Chu Tước Tinh. Hắn vừa nói thân thể liền nhoáng lên một cái lao thẳng vào Chu Tước Tinh. Phía sau hắn, rất nhiều lão giả và đông đảo tu sĩ đều hóa thành những đạo cầu vồng theo sau. Chỗ Thi Âm Tông cũng trầm mặc một chút, sau đó vang lên một tiếng nói nghe như đá vụn lạo xạo. Thi Âm Tông xuất động. Cả Thi Âm Tông liền theo sau, đám tu sĩ mang theo một khối quan tài, lao thẳng về phía Chu Tước Tinh. Trước mắt tám người toàn bộ đều là hắc vụ lượn lờ, tản mát ra uy áp nồng đậm. Các thế lực liên minh tinh vực do dự trong chốc lát, vẫn chưa phóng tới toàn bộ mà bảo lưu lại một nửa bên ngoài. Những người còn lại đều dưới sự thống lĩnh của các tông chủ và trưởng lão liền tiến vào trong Chu Tước Tinh. Đồng thời trong lúc đó, ở chỗ của cổ thần, trong vực sâu vô biên vô hạn, cái vật tồn tại ở nơi sâu nhất, sau khi bị kinh động chậm rãi từ phía dưới dâng lên, dần dần lộ ra thân hình mơ hồ bên ngoài. Thân ảnh này không lớn,
chỉ chừng 2 trượng, mơ hồ lộ ra một hình người, dường như là một tráng hán. Nhưng khiến cho người ta phải hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động chính là ở trên cổ tráng hán này phân ra làm hơn 10 phần. Ở đó không ngờ có 18 cái cổ dài như mãng xà trăm trượng. Mỗi một cái cổ này đều có đầu, có nam có nữ, có trẻ có già. Nhìn lại thì tráng hán này cũng không phải là người mà là một mãnh thú thần bí chí cường. Ở thời kỳ thái cổ có những truyền thuyết liên quan tới con thú này, chẳng qua truyền thuyết chưa chắc đã đáng tin. Con thú này không phải là chỉ có một đầu. Thời kỳ thái cổ có một linh vật là một khối hình người do tạo hóa sinh ra, tên là Cát. Sau khi sinh ra 3 ngày đã trưởng thành, lại vì muốn cắn nuốt trời cao mà bại vong. Đầu lâu của nó hóa thành máu, từ thân thể lại sinh ra một con thú tên là Cát Cùng. Con thú này khi sinh ra chỉ có một đầu, cắn nuốt thiên địa một lần thì lại mọc thêm một cái đầu, thần thông tăng gấp bội, có thể đấu với trời cao, ngủ say như vĩnh hằng. Ngay lúc này trong vũ tiên giới, ở một chỗ quỷ dị như chỗ của cổ thần, nơi mà thiên địa không ngừng xuất hiện những khe nứt run rẩy. Đoàn người Vương Lâm tu vi hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của vũ tiên giới. Mới vừa tiến vào lập tức khiến cho mảnh nhỏ của vũ tiên giới sụp đổ, hình thành một luồng lực hút thật lớn, khiến cho mảnh nhỏ chậm rãi rơi ra ngoài. Vương Lâm đứng ở nơi cao nhất, nhìn vũ tiên giới quen thuộc, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Trong đầu không ngừng nhớ lại, dần dần tìm được mảnh nhỏ năm đó truyền ra tiếng kêu cứu. Bên cạnh hắn có hơn 10 ngày, ánh mắt đám người toàn bộ đều tập trung vào Vương Lâm. Lần này đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng bị nhốt ở nơi nào? Thân thể Vương Lâm nhoáng lên. Đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, lao thẳng về phía dưới. Tốc độ những người khác cũng không chậm, bay theo Vương Lâm. Nơi này không thể dừng lại, nếu không sẽ khiến cho vũ tiên giới sụp đổ trong phạm vi lớn. Đừng nói tới chuyện cứu Thanh Long Thánh Hoàng, ngay cả cứu Thanh Lâm cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hết thảy mọi hành động phải nhanh, điểm này thì toàn bộ mọi người đều hiểu. Vương Lâm một đường bay đi nhưng không triển khai toàn bộ tốc độ mà lấy một phương thức ôn hòa, cố gắng không làm vũ tiên giới sụp đổ. Dọc đường đi cũng không gặp phải bất cứ tu sĩ nào. Mặc dù có tu sĩ thông qua vũ đỉnh tới đây, nhưng vừa thấy nơi này cực kỳ không ổn định. Dường như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ thì ra đầu lập tức tê dại, lựa chọn rời đi. Thời gian không dài, ở trong vũ tiên giới càng xuất hiện nhiều khe không gian. Những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại, hiển nhiên là ở đó lại có một mảnh nhỏ sụp đổ. Vương Lâm nhớ rõ tại mảnh nhỏ năm đó, trên mặt đất có một ngọn núi trông giống như một chiếc khóa lớn. Tiếng kêu cứu chính là từ nơi này. Giờ phút này thần thức hắn đảo qua, phát hiện ra bên ngoài ngàn dặm là ngọn núi năm đó. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, nhanh chóng bay đi. Càng ngày càng gần, mấy vị trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông ở phía sau Vương Lâm, lúc này thần sắc kích động. Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi, càng hy vọng lại càng sợ hãi phải thất vọng. Giờ phút này trong lòng bọn họ suy tính thiệt hơn, trái tim không thể yên tĩnh. Một lát sau, ngọn núi như cái khóa hiện ra trong mắt mọi người. Năm đó chính là ở nơi này ta nghe được tiếng kêu cứu. Vương Lâm chỉ về phía trước, phía sau hắn, mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông lập tức lao ra, bay thẳng tới ngọn núi này. Cứu ta, cứu ta. Khi mọi người vừa tới lân cận thì một tiếng nói yếu ớt chậm rãi từ trong ngọn núi truyền ra. Thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại. Nhưng những người bốn xung quanh hắn đều không tỏ vẻ gì, dường như không nghe thấy. Các người, không nghe thấy tiếng kêu sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trầm giọng hỏi. Bầu trời vũ tiên giới mưa bụi bay lất phất, dường như có hàng hà cho bụi che khuất, khiến cho thiên địa cũng trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng lại có một khe hở không gian lóe lên, mỗi khi xuất hiện liền khiến cho một chút sương mù bị nó hút vào bên trong. Phía xa xa còn có từng trận tiếng nổ ầm ĩ truyền tới, khiến cho bụi trên bầu trời như bị gió thổi, mơ hồ di động. Ngoài những thứ đó thì vũ tiên giới là một không gian yên tĩnh. Tiếng nói của Vương Lâm vang lên ở phía sau. Dù là trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông lao ra nhanh nhất cũng lập tức dừng bước. Mọi người trong nháy mắt đều quay lại nhìn Vương Lâm. Chu Tước Thánh Hoàng đại nhân, người nghe thấy gì? Một vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông tóc bạo phơ phơ trầm giọng nói. Vương Lâm cau mày, cẩn thận nghe lại thì tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai, nức nở truyền tới. Hiển nhiên là tiếng kêu này ngoài hắn ra thì không còn ai có thể nghe thấy. Tư Đồ Nam là người hiểu rõ Vương Lâm nhất, giờ phút này thấy hắn cau mày liền bình tĩnh nói. Không có tiếng nói nào cả. Vậy chắc là ảo giác, không sao. Vương Lâm lắc đầu, không nói tới việc này nữa. Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông phía trước đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa mà bay tiếp về phía ngọn núi. Mọi người cũng theo sát phía sau. Vương Lâm thủy chung vẫn cau mày, nhìn chằm chằm vào ngọn núi đang tới gần. Nếu không có tin tức ở trong Thanh Quang Thuẫn, thì Vương Lâm nhất định sẽ không cho rằng nơi này là nơi vây khốn Thanh Long Thánh Hoàng. Nhưng lúc này càng tới gần, không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an. Đúng lúc này thì đột nhiên một trưởng lão của Thanh Long Thánh Hoàng cất tiếng nói kích động run rẩy. Là Thánh Hoàng đại nhân, các người nhìn trưởng ấn này xem, chính là thần thông của Thanh Long Thánh Tông, Thanh Mộc Ấn. Lão giả này bay lên không trung, kích động nhìn ở giữa lưng chừng núi đang bị một đám cây cỏ khô bao phủ. Lời này vừa thốt lên,
những trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông khác lập tức tới gần. Nhìn về phía trưởng ấn được khắc sâu trên ngọn núi, phía dưới đám cây cỏ khô kia. Mở phong ấn của núi này, cứu Thánh Hoàng. Một vài vị lão giả liền tản ra, hai tay bắt đầu bắt quyết. Không gian của Vũ Tiên giới lập tức chấn động. Một lượng lớn thiên địa nguyên lực bao phủ, dưới tu vi toái nứt của mấy lão giả liền tuôn ra. Cùng lúc đó, vài hư ảnh Thanh Long biến ảo ra, cất tiếng gầm kinh thiên, nhằm về phía ngọn núi này vờn quanh bên ngoài, dường như muốn nâng cả ngọn núi lên vậy. Trưởng lão Thanh Long Thánh Tông đồng thời quát một tiếng, lập tức những tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất chấn động kịch liệt, ngọn núi liền bị bốc lên. Vô số đá vụn từ trên ngọn núi rơi xuống như mưa. Bụi tung bay mù mịt, dần dần tỏa ra khắp không trung. Trong tiếng rồng gầm vang vọng, mấy con Thanh Long kia quấn quanh ngọn núi, không ngờ đã nâng nó lên một tấc. Các trưởng lão Huyền Vũ Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông lập tức bay lên, đều bắt quyết, lập tức thiên địa nguyên lực mênh mông tràn ngập. Sau lưng mấy vị trưởng lão Huyền Vũ Thánh Tông, có hư ảnh của Huyền Vũ biến ảo ra, chui vào dưới chân núi. Dường như cùng đội ngọn núi lên, khiến cho ngọn núi ầm ầm chấn động, lại bay lên cao hơn. Trưởng lão Bạch Hổ Thánh Tông nhanh chóng hạ xuống. Đám người này dùng thần thông vờn quanh kéo ngọn núi này. Dần dần ngọn núi này càng ngày càng được nâng cao hơn, mặt đất chấn động càng kịch liệt, tiếng ầm ĩ trên bầu trời truyền lại càng nhiều. Các trưởng lão của Chu Tức Tông hiển nhiên không phải ngoại lệ, cũng bay xuống xuất ra thần thông, đang muốn nhân cơ hội nhấc toàn bộ ngọn núi này lên. Ngay lúc này, trong nháy mắt, một luồng kim quang từ trong ngọn núi chiếu ra rồi biến mất. Sau đó trong chốc lát lại có một luồng kim quang nữa xuất hiện, chiếu khắp bốn phía. Nhìn xuống phía dưới, ngọn núi nọ đã tỏa ra kim quang sáng ngời. Những đạo kim quang kia tỏa sáng vạn trượng, dường như là trong đó có một mặt trời vậy. Ngay khi kim quang lan ra, một cái kim tỏa cực lớn chậm rãi xuất hiện ở phía trên núi này, nhìn từ xa lại trông cực kỳ kinh người. Một vầng sáng ước chừng cả mấy vạn trượng bừng lên, lại có những ký hiệu màu vàng phức tạp lóe lên không ngừng. Một cỗ thiên uy không ngừng hướng về bốn phía tràn ra, hình thành một cơn sóng màu vàng ầm ầm lan về tám hướng. Đám trưởng lão tứ thánh tông nhất thời bị đẩy ra bốn phía, không ngừng lùi lại phía sau. Mà giờ phút này Vương Nham và Hồ Quyên kinh ngạc nhìn kim tỏa kia, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hai người nhìn nhau, lại xác định mình không nhìn nhầm một lần nữa, hơi do dự một chút rồi cũng không nhiều lời, lập tức lui lại phía sau. Không có thần thông của mọi người dẫn dắt, ngọn núi kia lại chậm rãi hạ xuống. Tập hợp tứ thánh lực, chớ phá hủy ngọn núi này, chỉ cần nâng nó lên 7 trượng là được. Kim tỏa này là phong ấn của tiên đế Thanh Lâm năm đó, cũng không phải là chỉ phong ấn một mình lão phu. Tuyệt đối không nên thả vật còn lại ra. Trong nháy mắt này, một tiếng kêu cứu suy yếu mang theo sự lo lắng từ trong ngọn núi truyền ra. Lúc này đây không chỉ có Vương Lâm nghe được mà tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Mấy trưởng lão Thanh Long Thánh Tông thân thể nhất thời run rẩy kịch liệt. Trong đó có một lão giả già nua lập tức kích động thất thanh nói: "Thánh Hoàng!" Đây là giọng nói của Thánh Hoàng. Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nham và Hồ Quyên. Hai người trầm mặc trong chốc lát, sau đó Vương Nham thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Trận này đích xác có khí tức của sư tôn. Thôi vậy." Hắn vừa nói, tay áo vung lên, lập tức dưới chân hắn liền có mây lành hiện ra, cuốn thân thể thẳng tới kim tỏa. Hồ Quyên thầm than, theo sát phía sau Vương Nham. Hai người lập tức đã tới gần kim tỏa kia. "Kim tỏa này chúng ta chỉ có thể mở tạm trong thời gian một nhịp thở, các người mau cứu người." Hai người họ vừa nói, phía sau Hồ Quyên lập tức hiện ra rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này tỏa ra u quang, sau khi xuất hiện liền lập tức bay về phía kim tỏa. Vương Nham cũng vung tay phải về phía trước. Trước người hắn liền có một đám hơi nước biến ảo ra, chia làm vô số, tràn ngập trong mỗi một tiểu cấm chế của Hồ Quyên. Giờ phút này trưởng lão của Tứ Thánh Tông ở bốn phía không hề do dự chút nào. Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông hai tay bắt quyết, các loại thần thông liền lập tức tràn ra. Cùng lúc đó thần thông của ba tông còn lại cũng đều biến ảo ra, hình thành một lực lượng mang tính hủy diệt. Phải biết rằng đây là ngưng tụ thần thông của 35 tu sĩ toái nhất. Uy lực của nó tạo ra đừng nói là ngọn núi này, cho dù là vũ tiên giới không ổn định này cũng có thể lập tức sụp đổ. Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ kim tỏa kim được mở mà thôi. Hai vợ chồng Hồ Quyên hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi giữa không trung, hai tay bắt quyết đồng thời hướng kim tỏa kia điểm một cái. Nhất thời cấm chế bốn phía cùng với hơi nước ầm ầm chuyển động, không ngờ lại hóa thành một cái chìa khóa thật lớn tỏa ra u quang vô tận trước mặt hai người. Lao thẳng về phía kim tỏa, trong nháy mắt chìa khóa liền tới gần kim tỏa, phá vỡ tầng kim quang, dung nhập vào trong kim tỏa. Ngay lập tức từ trong quang mang tràn ra từ kim tỏa, liền dừng lại một chút. Tất cả kim quang trong phút chốc liền bị dập tắt. Cả thiên địa lúc này không thấy một tia kim quang nào hiện lên nữa. "Mau cứu người." Vương Nham khẽ gầm một tiếng. Thời gian một nhịp thở đối với con người mà nói thì chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với lão quái toái nhất thì cũng đủ để thi triển thần thông. Từng đạo ánh sáng của thần thông bắn ra bốn phía, đồng loạt hướng về phía ngọn núi. Trong tiếng ầm ầm vang lên, ngọn núi không ngừng được nâng lên. Ngọn núi này năm đó là do tiên đế Thanh Lâm luyện hóa, tuyệt đối không phải vật bình thường.
Cho dù là không có kim tỏa trấn áp nhưng nhấc nó lên cũng không phải dễ. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Trong nháy mắt ngọn núi này đã được nhấc lên năm trượng, càng lên cao, áp lực từ ngọn núi truyền ra lại càng lớn. Khi nhấc tới 6 trượng, chưa tới 7 trượng thì trong nháy mắt, thời gian một nhịp thở đã trôi qua. Kim quang trong thiên địa lại xuất hiện một lần nữa. Cái chìa khóa thật lớn vừa được biến ảo ra, dung nhập vào trong kim tỏa lập tức sụp đổ. Hồ Quyên và Vương Nham trong kim quang đồng thời lùi lại. Kim tỏa hiện ra, đột nhiên một áp lực mênh mông ầm ầm hạ xuống ngọn núi này. 35 trưởng lão tu vi toái nhất ở bốn phía nhất thời cảm nhận được áp lực nồng đậm tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng. Cố gắng chịu đựng. Đúng lúc này thì một tiếng hú dài từ trong ngọn núi truyền ra. Một luồng thanh quang giống như một con thanh long từ dưới núi vọt ra, gắng gượng bay đi. Trong thanh quang bất ngờ chính là một lão giả quần áo rách nát, cực kỳ chật vật. Nhưng thần sắc hắn lại tràn ngập kích động, mắt thấy sắp lao được ra ngoài thì trong nháy mắt này. Ở trên bầu trời của vũ tiên giới, vũ bão ào ào nổi lên, mưa bụi lất phất lập tức hướng ra bốn phía khuếch tán đi, đột nhiên lại có một người biến ảo hiện ra. Người này thân mặc bạch y, trông có vẻ già nua, hai mắt dường như ẩn chứa cả thiên địa. Hắn vừa xuất hiện liền khiến cho vũ tiên giới sụp đổ càng kịch liệt hơn. Xem ra lão phu tới đúng lúc rồi. Lão giả này không ngờ lại là thiên vận tử. Hắn sau khi xuất hiện liền hướng thẳng về phía ngọn núi. Trong nháy mắt này, Vương Lâm ngẩng phắt đầu. Bất an trong lòng hắn vẫn tồn tại, không rõ là từ bên trong ngọn núi hay bên ngoài nên vẫn không có ra tay. Giờ phút này khi thấy thiên vận tử hiện thân, hai mắt Vương Lâm lóe lên, mắt trái tràn ngập hỏa quang, mắt phải tràn ngập lôi quang. Trong thời gian ngắn trước người hình thành một lôi cầu và một hỏa cầu. Hắn vung tay, hai quả cầu như sét đánh, trong nháy mắt hóa thành một biển lôi hỏa lao thẳng về phía thiên vận tử. Cùng lúc đó, Vương Nham và Hồ Quyên hai người đều thi triển thần thông, đồng loạt đánh về phía thiên vận tử. Tay áo thiên vận tử vung lên, một luồng khí tức điên cuồng tỏa ra. Trước người hắn lập tức có ba phân thân hiện ra, phóng về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc khi thần thông của Vương Nham và Hồ Quyên cùng với Vương Lâm đánh tới, trên mặt đất phân thân lộ ra nụ cười quỷ dị, hai tay bắt quyết, trong cơ thể liền tràn ngập một lực lượng hủy diệt, không ngờ trong nháy mắt lại tự bạo. Tiếng ầm ầm vang vọng, phân thân nọ của thiên vận tử tự bạo hình thành một lực xung kích mãnh liệt, hướng về bốn phía quét tới. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì. Nhưng càng kỳ dị hơn chính là hai phân thân khác cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời lựa chọn tự bạo. Ba phân thân tự bạo hình thành một lực lượng xung kích lớn không tưởng tượng nổi. Trong tiếng chấn động ầm ầm, động đất liền đạt tới đỉnh điểm, mặt đất sụp đổ trong phạm vi lớn. Mặt đất sụp đổ, lập tức có những cái khe nứt hiện ra ở mảnh nhỏ của vũ tiên giới này. Vương Lâm, lão phu giúp ngươi cứu Thanh Long Thánh Hoàng nhé. Thiên vận tử cười dài, nương theo lực xung kích của ba phân thân khiến cho Vương Nham, Hồ Quyên lùi lại phía sau, Vương Lâm không có cơ hội tiến lên, liền bước nửa bước, nhảy vào giữa 35 tu sĩ toái niết. Hắn thừa dịp những người này không thể phân thần, cả người hóa thành một đạo cầu vồng. Không ngờ lại chui xuống dưới ngọn núi. Cùng lúc đó, từ bên trong ngọn núi truyền ra những tiếng ầm ầm. Dưới áp lực của kim quang chẳng những không hạ xuống mà lại còn nghịch chuyển, tiếp tục bay lên 3 trượng nữa. Do đó ngọn núi này đã bay lên quá 7 trượng, tới gần 10 trượng. Lão giả ở trong thanh quang nhìn về phía thiên vận tử, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhưng không nói chuyện mà ở trong thanh quang nhanh chóng lao ra, thoát khỏi đáy núi. Sau khi xuất hiện hắn liền quát khẽ. Tộc nhân Tứ Thánh Tông, triển khai toàn bộ thần thông, hủy diệt ngọn núi này. Vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên hung hăng vỗ một cái. Lập tức phía sau hắn có một con thanh long mấy vạn trượng biến ảo ra. Thanh long này tràn ngập một cảm giác tang thương. Dưới cái vỗ của lão giả, thanh long mở to miệng, phun ra một luồng thanh khí, hướng thẳng về ngọn núi. Trưởng lão Tứ Thánh Tông bốn phía lại càng không do dự, đều triển khai thần thông, hóa thành một cỗ lực lượng vô tận đánh thẳng về ngọn núi. Mà giờ phút này, những khe nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, hóa thành những mảnh nhỏ bắt đầu sụp đổ, chìm vào trong hư vô. Khe không gian ở bốn phía ngày càng nhiều, như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, dưới sự công kích của Thánh Hoàng. Ngọn núi này lập tức trở nên run rẩy, từng tảng đá lớn rơi xuống. Thậm chí cả cái kim tỏa phía trên dường như cũng không chịu nổi. Nhưng càng như vậy lại càng khiến sắc mặt của Thanh Long Thánh Hoàng khó coi hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ trong ngọn núi truyền ra. Từ ngọn núi này đột nhiên một luồng ánh sáng lao ra, thiên vận tử từ trong đó vọt tới. Trên tay cầm một thứ gì đó màu đen như máu đông, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng, cười điên cuồng rồi trực tiếp nhảy vào không trung. Kim tỏa biến ảo ra kia bỗng nhiên hóa thành một vùng kim quang, lập tức đuổi theo thiên vận tử, rơi vào vật màu máu đen kia trên tay hắn, dường như là muốn phong ấn nó lại vậy. Nhưng thiên vận tử chẳng thèm để ý, vừa lao ra, tay phải vừa hung hăng vỗ một cái về phía mặt đất. Âm âm mơ ott yếng, mặt đất này vốn đã sụp đổ lại càng tan nát nhanh hơn. Một dòng chảy lớn xuất hiện trong hư vô, xoay tròn cuốn tất cả những mảnh nhỏ kia rồi nghiến thành phấn vụn, sau đó hút lấy. Dưới một trường này của thiên vận tử, không phải chỉ có mảnh nhỏ này của vũ tiên giới mới sụp đổ,
mà cả vũ tiên giới vốn đã không ổn định giờ bắt đầu tan ra. Tiếng ầm ĩ trong thiên địa không ngừng truyền tới. Vũ tiên giới giống như lôi tiên giới năm đó, hiện giờ đang sụp đổ. Vương Lâm, lão phu phải đa tạ hành động lần này của ngươi. Ngày khác có duyên, ta với ngươi lại gặp lại nhau. Tới khi đó rồi lão phu có lẽ đã thành thiên đạo rồi. Thiên vận tử cười điên cuồng, chuẩn bị đi xa, thì hai mắt thanh long thánh hoàng đột nhiên lóe sáng, tay phải bắt quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức một con thanh long biến ảo há mồm gầm thét, thanh long thánh hoàng buông tay ra. Con thanh long này không ngờ lại lao ra, hướng về phía thiên vận tử cắn nuốt. Đồng thời lúc thanh long lao ra, thanh long thánh hoàng vỗ tay phải lên ngực một cái. Phun một ngụm máu tươi, hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể thanh long. Đột nhiên toàn thân thanh long liền bị bao quanh bởi huyết quang, tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên. Trong nháy mắt đã tới gần thiên vận tử, há miệng cắn nuốt. Những tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Thanh long kia tiêu tán, phong ấn trên mi tâm thiên vận tử cũng bị xé ra hai vạch. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhìn chằm chằm vào thanh long thánh hoàng cười khàn khàn. Không hổ là thanh long thánh hoàng, lĩnh giáo. Thân thể hắn nhoáng lên một cái liền biến mất. Trưởng lão toái nết bốn phía muốn truy kích, thanh long thánh hoàng lắc đầu trầm giọng nói. Để hắn đi thôi, người này ẩn giấu tu vi rất sâu, nếu buộc hắn bộc phát ra thì hôm nay sẽ phải chết rất nhiều người, không đáng. Huống hồ lão phu bị nhốt đã lâu, giờ phút này cũng đã xa cơ lỡ vận. Lời này vừa nói ra, tất cả các trưởng lão của Tứ Thánh Tông đều cung kính vâng dạ. Ngươi chính là Tân Chu Tước sao? Ánh mắt của thanh long thánh hoàng chuyển hướng về phía Vương Lâm, chậm rãi nói. Vương Lâm gật đầu, ôm quyền nói. Ra mắt thanh long thánh hoàng. Thanh long thánh hoàng ngưng thần nhìn Vương Lâm hồi lâu, nói. Từ Thánh Tông huyết mạch tương liên, lão phu cũng không nói lời đa tạ nữa. Không biết thiên vận tử rốt cụ là lấy được vật gì dưới chân núi vậy? Vương Lâm cau mày, bình tĩnh nói. Máu của thiên đạo. Ánh mắt thanh long thánh hoàng lại nhìn về phía Vương Nham, Hồ Quyên, đồng tử co rút lại, chậm rãi nói. Máu, thiên đạo sao? Vương Lâm hít sâu một hơi nói. Lão phu năm đó, cùng đám người huyền trọng tử khi vũ tiên giới mới sụp đổ, là những người sớm nhất tới nơi này. Vốn là vì pháp bảo và tiên thuật truyền thừa của vũ tiên giới, nhưng lại ở nơi này phát hiện ra rất nhiều điều thần bí. Tiên giới bị hủy hẳn là do những thứ này. Thanh long thánh hoàng nói tới đây thì vũ tiên giới lại càng chấn động sụp đổ nhiều hơn. Mọi người lập tức bay ra, hướng về phía trên lao tới. Ngọn núi kia vốn là phong ấn của tiên đế Thanh Lâm bố trí, là một cái khe của tiên giới trong lúc xảy ra hạo kiếp. Năm đó ta bị huyền trọng tử xui khiến, cùng tiến vào trong đó. Sau đó không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta bị vây trong đó không thể thoát ra. Cũng bởi vì phong ấn này nên tiếng kêu cứu của ta chỉ có người đặc thù mới có thể nghe thấy. Thanh Long Thánh Hoàng nói tới đây lại liếc nhìn Vương Lâm một cái. Tuy nói là vậy nhưng ta bị vây ở dưới chân núi này, lại phát hiện ra đám máu đó cũng bị Thanh Lâm phong ấn. Sau khi nghiên cứu, ta thủy chung vẫn không biết lai lịch của nó. Mai cho tới khi thiên nhân tứ suy của lão phu hạ xuống, lấy trạng thái đó của ta căn bản là không có khả năng vượt qua. Dưới nguy cơ, ta liền nuốt thứ máu đó. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lộ ra một tia sợ hãi. Vừa nuốt vào ta liền hôn mê, khi tỉnh lại thì đã vượt qua thiên nhân tứ suy. Chẳng qua tại nơi phong ấn không có chút thiên địa nguyên lực nào, lão phu không có tu vi thiên nhân tứ suy, mãi vẫn không thể thoát vây. Chỉ có thể dưới sự tiêu hao của phong ấn, dần dần suy yếu đi. Máu của thiên đạo là gì? Vương Lâm vừa phi hành vừa trầm giọng hỏi. Hắn vẫn cảm giác được thứ máu ấy hình như giống với những vết gì trên thanh kiếm của mình. Lại còn ẩn chứa một chút gì đó giống với tinh thể ở cổ của cái đầu cổ thần bát tinh trong vùng đất yêu linh. Chuyện này thì ngươi hỏi môn nhân của tiên đế năm đó đi. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Nham và Hồ Quyên. Hóa ra là như vậy. Vương Nham thì thào nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn trước kia vẫn phỏng đoán nguyên nhân tiên giới sụp đổ. Giờ phút này nghe lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng, những dự đoán trong lòng đã có chút khẳng định. Trước hạo kiếm của tiên giới chừng 100 năm, trong vũ tiên giới có 4 lần xảy ra mưa máu. Bên trong ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, sư tôn gọi đó là máu thiên đạo. Hồ Quyên ở một bên nhẹ giọng nói. Mặc dù là khâu chết thì cũng đã bị trọng thương. Vì thế rơi xuống vũ tiên giới hiển nhiên là vết máu của thiên đạo. Những ngày đó sư tôn sưu tầm máu của thiên đạo, không ngừng luyện hóa cuối cùng được một đám máu bằng nắm tay. Trong lúc sư tôn thử tìm người nuốt vào một chút thì toàn bộ đều hóa thành một đám máu mà chết. Từ đó về sau không có ai dám nuốt thử này nữa. Nói tới đây Vương Nham nhìn Thanh Long Thánh Hoàng với vẻ quái dị. Tâm thần Vương Lâm rung động, nghe thấy những sự tình chưa bao giờ từng được biết này không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn cho rằng thứ rơi xuống tiên giới là máu thiên đạo, như vậy rơi xuống tam giới còn lại có thể cũng có vật của thiên đạo. Vương Nham liếc nhìn Vương Lâm một cái, giải thích. Thực sự là khiến người ta nghe mà kinh hãi, thiên đạo lại có thể là một người. Mà người này trọng thương, thân thể tứ phân ngũ liệt xong, ngay cả nguyên thần cũng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Như vậy ngươi có tin nổi không? Lúc đầu ta cũng không ủng hộ quan điểm này của sư tôn,
Nhưng sau đó vài năm sư tôn sau khi nghiên cứu lại tìm ra một điểm. Trong lúc nói chuyện, mọi người không ngừng lao lên cao, đi vào bình đài ở đại môn vũ tiên giới. Sau khi đã hạ xuống, Thanh Long Thánh Hoàng trầm giọng nói. Tu sĩ cướp đi máu thiên đạo, hiển nhiên là đối với việc này hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng hắn cũng không biết hết. Đám máu thiên đạo đó sớm đã bị ta nuốt mất một nửa rồi, hiện giờ bên trong còn có không ít máu của lão phu. Ta muốn thử xem hắn lần này tu luyện ra sao. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lóe lên, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười này trong lòng không khỏi phát run. Tân Chu Tước, ngươi theo ta quay về Tứ Thánh Tông, giới thiệu cho ta một chút về biến cố của Tứ Thánh Tông những năm gần đây. Hôm nay chỉ có ngươi ở nơi này, chắc là những thánh hoàng còn lại đã chết cả. Giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng bình tĩnh, không có chút dao động nào. Thần sắc Vương Lâm như thường, lui lại phía sau vài bước, tới gần hai người Vương Nham và Hồ Quyên, trầm giọng nói. Thanh Long tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trong thời gian ngắn không thể trở lại Tứ Thánh Tông. Hả? Thanh Long Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Lâm, Vương Lâm cũng nhìn lại hắn. Một lát sau, Thanh Long Thánh Hoàng hơi gật đầu nói. Như vậy cũng được. Nói xong hắn xoay người một cái, trực tiếp đạp lên đại môn đi ra. Các trưởng lão Tứ Thánh Tông toàn bộ đi theo sau. Chỉ có cá biệt mấy người nhìn lại Vương Lâm một cái, cũng không chút do dự rời đi. Dù là trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông cũng vậy. Tân Chu Tước, nhớ kỹ là khi trở về nhớ mang thánh khí của Thái Cổ Chu Tước về nhé. Từ xa xa truyền tới giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng, không có chút tình cảm gì. Đến đây thì cũng khép lại tập 220.